Chào cả nhà nhá, hôm nay vợ cái cánh lại đi quay cho anh em cây xoài đây. Cây xoài rất đẹp luôn. Cây này vanh cách gốc 1 mét, là vanh 120. Cây này nó có dáng đẹp. Thoát thân lên cái cành kia là 2 mét 1. Lên trên cái cành kia là 3 mét 2. Chân vẽ rất đẹp, đẹp cái chung có mua về trồng hoa. Cây này đánh bầu dễ, không vướng tường, cách tường 80 phân. Ngoài này anh em nhìn rõ, không nó tối.